Cùng Khải Duy xem căn hộ hôm nay nhé. Với diện tích là 144m², 4 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách hiện đại sang trọng. Tông màu chủ đạo là trắng sữa. Đây là màu mà 95% mọi người đều ưa thích. Không gian mở nên phòng khách bếp cực kỳ rộng. Nhìn lại thiết kế của bộ sofa này xem. Wow, trông cuốn hút nhỉ. Nhà này cái gì cũng lớn, nhất là cái tivi. Tôi không biết nên gọi nó là tivi hay là máy chiếu nữa. Nhìn lại góc này là bàn ăn 6 người. Mọi người thấy thế nào? Thật nóng lòng được dùng bữa tại đây đúng không? Khách bếp thật sự quá đẳng cấp. Vậy còn ban công thì sao? Qua đây với tôi. Đây là một ghế armchair và một bàn trải. Bên ngoài là không gian xanh, trên tầng 28 mà vẫn cho mình một khu vườn được. Ban công dài, chiều chiều ngồi đây thưởng trà ngắm hoàng hôn, có gì lãng mạn bằng nhỉ? Tiếp theo đây, cùng tôi xem qua khu bếp nhé. Tủ lạnh side by side ở ngoài này, bên cạnh là cửa lùa ngăn mùi. Đây là khu khép kín, tủ bếp màu trắng. Bàn bếp thì góc này, chậu rửa bên kia. Vẫn có cửa sổ thoát khí tự nhiên và lấy sáng cho bếp. Đố các bạn biết tại sao tủ lạnh để ngoài đấy. Nhớ để lại ý kiến của bạn xuống comment nhé. Đây là lối vào nhà, có tủ để đồ, bên kia là phòng giặt tiện lợi. Ok, chúng ta đã đi một vòng không gian chung của nhà rồi. Hãy cùng tôi xem không gian riêng như thế nào nhé. Phòng đầu tiên là dành cho người cao tuổi. Một giường king size, cửa kính lớn lấy sáng. Phòng được decor đơn giản nhưng vẫn rất đẳng cấp. Ngoài kia là ban công lớn, nãy ta cũng xem qua. Để tối đa hóa phần không gian.